Chào các bạn tin nhanh 24/7. Ca sĩ Châu Bị Cường tức giận dọ bẻ cổ khán giả. Theo chia sẻ trên một diễn đàn, trong đêm biểu diễn tại Vân Đồn, Quảng Nam, nam ca sĩ Châu Bị Cường đã nổi nóng suýt đánh nhau với một người dân. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc cho là Châu Bị Cường đang biểu diễn trên sân khấu thì một người bán loa đài mở nhạc của ca sĩ Châu Khải Phong. Vì tiếng nhạc khá lớn nên ca sĩ Châu Bị Cường đã lên tiếng xin người bán loa đài ngắt nhạc. Tuy nhiên, người này không làm theo lời của Châu Bị Cường mà tiếp tục lại mở nhạc lớn hơn. Bức xúc vì nghĩ mình bị chiêu người, Châu Bị Cường đã xuống sân khấu tìm người bán loa đài để nói chuyện phải trái. Như clip một độc giả Lưu Tuấn Nghĩa đã ghi lại, Châu Bị Cường bức xúc trước tình huống này. Anh ta gọi người bán loa bằng mày và xưng là tao. Thậm chí nam ca sĩ còn đe dọa, tao bóp cổ một phát là mày chết ngay. Cỡ chúng mày tao đè một phát chết luôn. Khi người bán loa đài trình bày, đây là đi làm ăn, không phải chiêu ai, Châu Bị Cường vẫn tỏ ra rất tức giận. Tại sao mày lại nghĩ thế? Tao đã xin mày tắt nhạc, chúng mày có bao nhiêu thằng? Trước sự tức giận của nam ca sĩ, những người xung quanh liên tục can ngăn. Sau cùng có một thanh niên phải kéo Châu Bị Cường đi chỗ khác, vì sự việc mới im xuôi. Mặc dù không đồng tình với việc làm của người bán loa đài, nhưng cộng đồng mạng cũng đã rất khó chịu với cách hành xử của nam ca sĩ Châu Bị Cường. Đa phần các ý kiến khán giả cho rằng ca sĩ này về lý và cách xử hình trong những tình huống chợ búa và thiếu linh hoạt. Châu Bị Cường là ca sĩ theo dòng nhạc trữ tình. Anh ta được khán giả biết qua những ca khúc Bạc Trắng Tình Đời, Liều Thuốc Tình Yêu, Tình Chết v.v. Đầu năm 2012, Châu Bị Cường vướng vào lùm xùm vì một fan nữ kêu kiện anh với tội cưỡng hiếp. Tuy nhiên, vụ việc này được thụ lý và fan nữ đã rút đơn tố cáo. Đầu năm 2014, ca sĩ này tiếp tục tung clip tố nam ca sĩ với những lời lẽ thô tục, hăm dọa chủ quán nước. Trong vụ việc này, nam ca sĩ đã dùng hùng hổ đứng dậy thách thức ở chủ quán đánh nhau với mình. Trong 10 năm hoạt động trong showbiz, mặc dù chưa gây được ấn tượng với khán giả về âm nhạc, nhưng ca sĩ này đang sở hữu khá nhiều những tai tiếng. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.